Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Kính thưa quý vị, có một vị khán giả gửi đến chương trình câu chuyện như thế này. Tôi năm nay đã 68 tuổi, có cháu nội, cháu ngoại đề huề. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình như thế này. Ngày xưa, tôi làm nhà nước, nhưng vì đồng lương không đủ nên xin nghỉ, ra ngoài làm lụng buôn bán để nuôi con. Hai vợ chồng tích góp nhiều năm cũng mua được một ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học thành tài. Năm nào, gia đình tôi cũng được nhận giấy khen gia đình văn hóa của địa phương. Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tuy tôi sinh ở thế hệ trước, nhưng tư tưởng vẫn rất văn minh, tiến bộ. Phần nhiều, tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng nàng dâu ảnh hưởng đến không khí gia đình. Nên khi con dâu hay con gái sinh cháu, thì tôi đến ẵm bồng, chăm sóc vài tháng, rồi lại về nhà mình. Tôi thấy cuộc sống riêng như vậy khá thoải mái. Hai vợ chồng già chăm sóc lẫn nhau, thỉnh thoảng thì đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cách đây 2 năm, chồng tôi mất. Khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà ở cùng. Chúng sợ tôi một mình tủi thân, rồi nghĩ quẩn, già ốm không ai chăm sóc. Tôi cứ lưỡng lự mãi chưa đồng ý, thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn. Vợ chồng cũng vì thế mà lục đục liên miên vì tiền bạc. Thời điểm đó, khu nhà tôi đang giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhà tôi từ nhà trong ngõ thành nhà mặt phố, giá trị cũng vì thế mà tăng lên vùng vụt. Tôi được người ta đến hỏi mua nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán căn nhà được 10 tỷ, tôi đem chia tài sản. Mỗi đứa tôi cho 4 tỷ, còn lại giữ 2 tỷ để gửi tiết kiệm dưỡng già. Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu, mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn rất tốt đẹp. Không khí trong nhà cũng rất đầm ấm, yên vui. Nhưng dần, mối quan hệ ngày một xấu đi. Con trai tôi nợ nần 4 tỷ, đủ trả ngân hàng, nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu thấy vậy, ngọt nhạt, hỏi vay nốt số tiền mà tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ. Số tiền ấy, tôi vốn dành để lúc già yếu, ốm đau, không phải nhờ các con, nên tôi cũng khá lưỡng lự. Những ngày hỏi vay tiền mẹ, con dâu tỏ ra rất có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình. Bữa cơm nào bưng lên phòng cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất. Khi tôi đồng ý cho vay, nhưng chỉ cho vay một nửa, con dâu cũng tỏ thái độ ra mặt, trách tôi trách lép. Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu nên tâm sự với con trai cả. Tôi thật không ngờ con trai chẳng động viên mẹ một câu mà còn quay ra mắng. Bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế. Giờ bà than thở chỉ làm con mệt thêm. Công việc của con đã bế tắc lắm rồi. Tôi thấy con trai bên vợ, thế là im lặng luôn, ôm nỗi buồn một mình. Con gái lại ở xa, bận rộn với 3 đứa con, nên tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ. Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ. Tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái, nên định tìm viện dưỡng lão nào tốt tốt để ở, gửi tấm thân những năm tháng cuối đời. Qua một người quen, tôi tìm được một viện dưỡng lão đúng ý mình. Thế là tôi hợp gia đình, bàn bạc với các con thì chúng phản đối. Các con cho rằng tôi làm bẻ mặt chúng, họ hàng mà biết thì kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày một tồi tệ. Những va chạm hàng ngày phát sinh khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực trong lòng,
tự mua đồ về nấu ăn riêng. Tình hình nợ nần của con trai cũng ngày càng bi đát. Chủ nợ đến nhà réo gọi suốt ngày. Con trai cũng vì thế mà bơ phờ bỏ ăn uống, chỉ hút thuốc suốt ngày. Tôi xót con, thế là rút sạch số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm trả hết nợ cho con. Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn. Con lo cho tôi ăn uống, nhưng những khoản ma chay, đám hỏi, tham gia hoạt động với câu lạc bộ người cao tuổi lại không có. Tôi bảo con, mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ gần đây mẹ trả nợ cho con, thì xem như mẹ cho. Giờ mỗi tháng, con đưa vài triệu cho mẹ tiêu, vì mẹ không có lương hưu. Ấy vậy mà, chẳng ngờ con trai tôi quát lên, bà già rồi, có việc gì cần mà phải tiêu tiền? Ở nhà chỉ việc ăn với ngủ mà còn sách nhiễu. Bà đang phụ thuộc vợ chồng con thì đừng đòi hỏi. 1 tỷ bà cho vay bao giờ có con trả? Tôi nghe con nói mà điếng người. Từ người có tiền, có tài sản. Vì thương con, tôi đem chia tài sản, nhưng vẫn mang tiếng ăn bám. Tôi nghĩ mà thấy cay đắng cho bản thân mình quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Vâng, thưa quý vị, nếu có đóng góp ý kiến hay lời khuyên tới vị khán giả, hãy để bình luận xuống bên dưới video này nhé. Và sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe và theo dõi tiếp chương trình. Đến cuối đời, nếu khôn ngoan thì hãy tránh xa những người này. 1. Người xu nịnh. Những kẻ này thường là dạng gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, xu nịnh kẻ có quyền để trục lợi bản thân về mình. Lời nói của họ đa phần là giả dối, không thật lòng, nên cẩn thận và tránh xa, kẻo bị hại lúc nào không hay. 2. Người đối xử hà khắc, tệ bạc với người khác. Những người này thường có xu hướng ăn nói ngang ngược, cao ngạo, thiếu suy nghĩ. Trong cách đối nhân xử thế, không bao giờ có khái niệm lấy tấm lòng để đáp lại tấm lòng. Thay vào đó, họ thường dễ dàng khiến người khác bị tổn thương. 3. Người bất hiếu. Con người có thể gian manh xảo trá với những mối quan hệ xã giao, nhưng kẻ bất hiếu với đấng sinh thành thì tuyệt đối đừng giao du. Những người như thế chắc chắn nhân phẩm đạo đức có vấn đề trầm trọng. Người đứt ruột sinh ra họ mà họ còn không coi ra gì, thì bạn trông mong chi họ sẽ đối xử tốt với mình. 4. Người chơi bời lêu lỏng, không cầu tiến. Có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bạn ở với người tốt thì tính cách tích cực của họ ít nhiều sẽ tác động đến bạn, khiến bạn tự thân thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Và ngược lại, khi bạn ở cùng người lười biếng, sự thờ ơ không cầu tiến của họ sẽ kéo bạn cùng xuống vũng bùn lúc nào không hay. 5. Người thâm nho khó đoán. Trong cuộc sống, những người hay mắng chửi kẻ khác thường không nguy hiểm bằng những kẻ có giả tâm, tính cách thâm hiểm. Những người này trong lòng luôn tính toán, lên kế hoạch cho những việc xấu. Với những người như thế này, càng ít tiếp xúc càng tốt, vì biết đâu có ngày mình sẽ trở thành nạn nhân bị họ hãm hại. 6. Người hám lợi. Những kẻ này đến với bạn trước tiên sẽ xem xét bạn mang được lợi lộc gì cho họ. Nếu bạn không có tiền, không có quyền, thì đừng mong được họ để mắt đến. Kiểu người này vướng vào chỉ thêm mệt. Giao du đã không nên rồi, chứ đừng nói đến việc kết thân. 7. Người hay dựng chuyện. Kiểu người này, mặc dù đời không trả cách xê, nhưng thích diễn mọi lúc, mọi nơi, thêm mắm, thêm muối vào những câu chuyện của mình để nhận được sự thương cảm
hoặc xí xóa các lỗi lầm mà mình trót gây ra. Chẳng những không nên kết thân mà bạn còn phải hết mực đề phòng họ, vì bạn không biết rằng trong những lần buôn chuyện với người thứ ba thì họ sẽ cho bạn trở thành diễn viên thế nào đâu nhỉ. 8. Người quá giỏi nịnh bợ. Đây là kiểu người không nên kết giao trong đời, bởi họ thường gió chiều nào xoay chiều ấy, ham lợi mà quên nghĩa, chỉ lo lợi ích của bản thân. Đây là kiểu người nguy hiểm nhất trong đời người. Tuyệt đối không nên nhẹ dạ kết giao, kẻo tai họa ập xuống lúc nào không hay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.